chó sủa nhiều là điểm gì? Giải mã chó sủa ma liên hồi trong đêm. Bạn có thể bắt gặp việc chó sủa hàng ngày, tuy nhiên nếu chó sủa to, sủa nhiều, sủa liên tục thì có thể là một điểm báo hay lời nhắc của chúng. Vậy, chó sủa nhiều điểm lành hay dữ? Thực hư câu chuyện chó sủa ma ra sao? Hình tượng chó và tiếng chó sủa trong phong thủy. Chó được xem là linh vật có linh tính cao, có khả năng cảm nhận được những linh hồn và xua đuổi chúng ra khỏi nhà bạn. Chó sủa nhiều hay còn được gọi là chó sủa ma, hiện tượng này có thể được giải thích theo hai khía cạnh như sau xét theo tâm linh trong phong thủy khi gia đình bạn thấy chó sủa nhiều là một điểm báo về sức khỏe mối quan hệ tiền tài trong thời gian sắp tới tùy thuộc vào khung thời gian khác nhau mà có những điểm báo khác nhau về mặt khoa học chó sủa nhiều là một cách thể hiện của chúng để được chủ quan tâm hơn chúng muốn thể hiện cảm xúc của mình hoặc là đòi ăn khi đói cũng có thể chúng sủa khi thấy có các bạn chó lạ chạy vào nhà chúng đang bị đau hoặc bị bệnh vì thế, nếu chó sủa nhiều mà bạn không thấy có ai thì cũng không cần quá ngạc nhiên. Chú chó đang làm tốt việc canh giữ nhà cho bạn dù là với người hay với thế lực thần bí. Giải mã điểm báo chó sủa nhiều theo giờ. Chó sủa ban ngày là điểm gì? Vào các khung giờ ban ngày, tức từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối, nếu chó sủa nhiều sẽ báo hiệu những điểm báo như 6 đến 8 giờ tài lộc sắp gõ cửa, cơ hội để bạn có thể tìm được một công việc như ý hoặc hoàn thành tốt công việc được giao. 8 đến 10 giờ, vận may về tinh duyên hoặc là may mắn gặp được người bạn cũ. 10 đến 12 giờ, được mời đi tham dự hội nghị hoặc thời gian sắp tới có tiệc tùng, hỷ sự. 12 đến 14 giờ, lời nhắc quý bạn cần chú ý hơn đến nghỉ ngơi và ăn uống. 14 đến 16 giờ, công việc có phần thăng tiến nhưng đến rất nhanh, cần phải nắm bắt không sẽ vụt mất. 16 đến 18 giờ, chú ý hơn về mối quan hệ của bạn với đồng nghiệp, bạn bè hay người thân nên dĩ hòa vi quý trong mọi tình huống để vạn sự an khang. 18 đến 20 giờ, tình cảm gia đình nên có một chút quan tâm để thêm lửa hạnh phúc. 20 đến 22 giờ, chó sủa nhiều lúc này tức là điềm báo về việc bạn sắp có người xa về thăm gia đình. Chó hú ban đêm là điềm gì? Nếu chó sủa nhiều trong khoảng thời gian từ sau 22 giờ đến 5 giờ sáng, tức là khoảng ban đêm, có rất nhiều điềm báo như 22 đến 24 giờ, lời nhắc về tình cảm gia đình đang đáng báo động. Sự thờ ơ có thể là nguyên nhân chính, bạn cần chú ý dành thời gian nhiều hơn cho bạn đời. Một đến ba giờ, điềm báo về lời nhắc của tổ tiên, nếu chó sủa nhiều trong thời gian này thì chú chó ấy có thể thấy cụ về. Bạn nên thắp hương gia tiên để được nhận phúc đức. Ba đến năm giờ sáng, thận trọng hơn trong các mối quan hệ, trước việc gì muốn làm cần xem xét kỹ, tránh quá dễ dãi và tin người. Nếu bạn thấy chó sủa liên tục vào ban đêm thì có thể đang có nguy hiểm rình rập quanh nhà bạn. Lúc này bạn hãy thức dậy và kiểm tra xem nhé. Chó sủa ma, câu chuyện thần bí. Trong dân gian lưu truyền câu chuyện mang màu sắc thần bí được gọi là sự thật dùng mình về chó sủa ma. Bắt nguồn từ dân gian ta và qua những ghi chép của các tác giả phân tích tâm linh nổi tiếng như Peggy Smith, ông kể về những sự việc lạ khi chó đi qua những vùng được đồn là có ma. Chó sủa một tiếng. Dân ta có câu chó sủa một tiếng là ma, ba tiếng là người. Theo kinh nghiệm của ông cha ta, chó cứ sủa một tiếng rồi ngừng có thể chúng thấy được bóng vía mà bạn không thấy được chó sủa ba tiếng chó sủa ba tiếng là người nhưng cũng tùy theo hoàn cảnh nếu chúng mà sủa ba tiếng ngất quãng thì lưu truyền cũng là lúc chúng cảm nhận được điều gì đó trong không gian đây cũng là một hiện tượng chó sủa ma việc có ma trên đời hay không đến nay vẫn còn rất nhiều quan điểm trái chiều tuy nhiên thì dù có hay không thì nếu như bản thân mỗi người không làm điều xấu biết giúp đỡ mọi người họ sẽ luôn gặp điều tốt đẹp chó sủa ma cũng không có gì khiến họ lo lắng, bồn chồn. Chó sủa nhiều thì nên làm gì? Theo lý giải về lý do chó sủa nhiều, trước tiên bạn cần chú ý trước đến các yếu tố khoa học. Xem xét chú chó của mình có cần yêu thương hơn không thì hãy gần gũi chúng. Nếu phát hiện chúng bị bệnh hay bị đau thì nên đưa đi khám tại bệnh viện thú y ngay. Đồng thời khi chó sủa nhiều, bạn hãy cất tài sản của mình tốt nhất ra vào khóa cửa cẩn thận đề phòng trộm cắp. Tiếp đến, bạn cũng nên chú ý hơn về các điểm báo chó sủa nhiều theo giờ đã được lý giải trên đây mà có những sự chuẩn bị tốt nhất. Con số may mắn khi chó sủa nhiều. Trong giải mã điểm báo, mỗi sự vật hiện tượng đều đi liền với những con số may mắn. Khi chó sủa nhiều, bộ đôi tài lộc gắn liền là 69 và 25. Tuy nhiên, hãy ứng dụng chúng vào những mục đích đúng đắn để đón nhận may mắn, tránh đánh cược vào vận may xui rủi.